Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một ngữ pháp mới trong ngữ pháp của N4. Và đó là ngữ pháp gì thì xin mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Như trên màn hình các bạn thấy đó là cái cây nó đang bị gãy các bạn ha. Và để diễn tả cái tình trạng cái cây nó đang bị gãy thì chúng ta có thể nói như sau. Kiga orete imasu. Kiga orete imasu. Thì ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta học sẽ có cấu trúc như sau. Danh từ ga đi với từ động từ và phía sau là te imasu. Hay danh từ ga, từ động từ vete imasu có ý nghĩa là n đang v. Và cách dùng của mẫu ngữ pháp này đó là dùng khi thể hiện trạng thái của vật sau khi xảy ra việc gì đó và tại thời điểm nói thì kết quả của việc đó vẫn còn tồn tại và người nói có thể nhìn thấy được thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu ngữ pháp này. Và để hiểu rõ hơn thì xin mời các bạn cùng đi đến một vài ví dụ. Như trên hình vẽ các bạn thấy là cái xe đạp này nó đang bị hỏng các bạn ha. Và để diễn tả cái tình trạng hỏng của chiếc xe đạp thì chúng ta có câu như sau. Jitensa ga kowarete imasu. Chiếc xe đạp thì nó đang bị hỏng. Hay trước khi chúng ta đến với một ví dụ tiếp theo. Các bạn thấy là cái máy lạnh này nó đang bật đúng không các bạn? Và để diễn tả tình trạng này thì chúng ta có câu như sau. Eakon ga chuite imasu. Hay eakon ga chuite imasu. Cái máy lạnh thì nó đang bật. Và động từ ở đây người ta sử dụng là từ động từ chukimasu chia về thể t các bạn ha, chuite. Tiếp tục các bạn thấy là cái túi này nó đang bị rách các bạn ha. Và để diễn tả cái tình trạng này thì người ta có câu như sau. Fukuro ga yapurete imasu. Fukuro ga yapurete imasu. Cái túi thì nó đang bị rách. Yapurete imasu. Tiếp tục thì các bạn thấy là cái bàn này nó đang bẩn các bạn ha. Chúng ta có câu như sau. Teburu ga yogorete imasu kara fuite kudasai. Teburu ga yogorete imasu kara fuite kudasai. Vì cái bàn nó đang bị bẩn cho nên là xin hãy phủi nó đi. Và bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn ơi, đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới để làm bài tập. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Mata kondo negashimasu.